chợ bái xong rồi đi ra đường đấy, chợ bái đến cái chỗ mà dễ sang ngã ba ngã tư ấy, đi sang đấy. Nhưng mà đi đặng đường Bản Chầu khó lắm, đi đường Bản Chầu ấy vượt vượt cái đèo đèo gì đó, đèo Lăn là đèo gì, không phải đèo Cướm. Đèo kia vào ngày xưa còn có cướp không Ủa, bây giờ còn đi còn cướp nữa. à, nhưng mà bây giờ cái chỗ đi đi Bản Điệp cũng sợ đấy chị ạ, thấy sợ lắm ạ em ạ. Chị đi đường đấy mấy lần rồi, cua cua không thấy người, nhưng mà người ở trên đồi nhảy xuống một cái là xong. Bây giờ không sợ là không có rồi. Bây giờ mình cứ nghĩ thế thôi, không có rồi. Không có nữa rồi. Chưa gì chưa kịp về nhà nó có giấy mời rồi thì. Bây giờ nó thế thôi, không có giấy mời không ạ. Ngày xưa nó không có giấy mời. Bây giờ làm cái gì chưa kịp về đến nhà nó có giấy mời cho sau lúc. Như cái thằng chém học sinh ấy nhỉ, chém học sinh ở trường Hà Sơn này, thằng kia đi học may lại đi học lại ngồi gần cháu gái mình chứ, chém thằng kia cướp cái xe của nó, chém cái chân này khoảng 7 nhát, chém vào bụng 3 nhát 4 nhát, nhưng mà nó lại thằng ấy lại không chết, không chết, cấp cứu được, chảy ra nhiều máu lắm mà. Nhưng mà cơm ban ngày, nhưng mà giỏi, nhà công an cũng giỏi, cướp thằng kia xong rồi bảo bắt ở đền Bắc Lệ mình đúng không, bắt bắt nó chạy xuống đây vào cái bụi tre, nhưng mà bọn công an vẫn biết bắt ngay mà. Chắc là nó cũng có ăn mật nhớ. Bây giờ không biết đâu, nó mặc quần áo giống như mình đâu. Chào hai em nhé. Nào, chào bà chị. Chị gái đấy. Coi cần bệnh họ 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 lưu thịt lộc, họ lưu mân tài ký tài nhì, họ lưu cẳng nòng là sinh lâu quá nè, thế này lưu thì cẳng nòng bốt sinh lâu rồi. Nọng bóp họ lưu giang hậu quả đang lắng nhi số đầy chi tiết nhịp bia chi tiết nhịp bia lên là tôi bệnh kinh khẩu và ao khơi. Ốc khơi sinh bao khơi hồ hoàng sinh hùng tài kỹ nè, sinh hùng tài thứ mấy lô là con dâu thứ hai, con dâu thứ nhất, thứ nhất con dâu thứ nhất khơi mình nàng mì mí đấy, nàng mì vậy nòng để chỉ lấy piếm xia ra bên nòng nàng nòng mì vậy nhập cao tới phu họ huồng quan đảng mẫn mơ nam trai lang nhét sổ khi tiếp bất bi la đến tội phòng phu si nhi thế bây nên tăn dòm cân đeo bên nào dòm cân khay con thôi có dòm cân này mía bao mà thổ nết lần nọng nó tăn dòm lần nọng nó tăn dòm lần tu nọng này nó mới xem một nhái gì
xem một nhà xong rồi xem nhà ông. Xem nhà ông ấy. Đi đi đổ. Lấy một nhỉ. Ờ thì xem nhà em hết đi, con hết. Của em. Vâng. Bây giờ là đến con đấy. Ừ. Con Hoàng Văn Cường. Quốc Cường. Tờ phủ con đấy. Ừ. Để chị lấy pí. Hết pí. Nàng bọc con quan đặng nằm chai lăng nhét sổ chiếc bé đã bị lên tờ. Nắng. Hoàng Thị Hương. À, tờ mì. Nặng bác cây hồn quan nậu quả đang ăn đi sổ kỳ lấp bí. 6 tuổi. Cũng đầy học bí á lên á khổ bí. Thủ nó bên không? Ừ. Thủ nó bên đi. Biết gì? Thủ công à, thủ công. Thủ công là nạp bái. Nạp bái. Đi ra. Thủ tỷ du nạp bái là giòn. Cộng sao du nạp bái là sự. Thủ tỷ mà ta nó tận đôi mày. Say bay đổi hiệu xả đục hiệu bao ca hưởng con nam bao nẻo đi áo nọng áo nọng áo á tại ký tại út út giá nhưng mà nhà nọng mình bị lấy cân mimi em dưới cháu thôi không chưa có vợ tại nhìn ngay luôn Thầy Sam. Sinh năm 86. Còn bác cũng quan đặt nằm chai lang tham sổ. Tham sau là tham thức chết bia vơ bên nè. Tham chết vơ. Tham thức bơ chết đã bị lên tối. Bạn rút sau nọng ấy. Bí là tăng chú ạ. Cạnh. Bí cạnh ạ. Thuận vế, thuận vế. Nhà ông xem cái nào lại. Tại ca khẩn lộ bắt đéo à. Ông á, ông Hoàng Công có. Hoàng Văn Công nhưng mà bây giờ là chưa biết ông nó sinh năm bao nhiêu không nắm được. Được, sinh năm 42. Ông Công ấy. Ông là người Mỹ. Có nghĩa là ông biết thôi. Không phải thì bây giờ mình xem có nghĩa là bây giờ cháu khác ở riêng rồi bây giờ cháu xem mỗi gia đình cháu có nghĩa là hai vợ chồng cháu hai đứa con thôi bà. À thế để ở bên đây để xem. Tí nữa sau.